Cho trái tim được ấm nồng là thầm mong của bao nhiêu người phụ nữ thèm ước muốn là bước đi một nơi vẫn có mái nhà nhỏ đang đợi có nàng con ở nhà trông mong từng ngày cha về ra đó bên mái hiên đón ta ngồi quanh quẩn thật lâu mà đâu biết giờ anh đang làm gì ngoài kia điện không nghe máy rằng là hai cái trả lời về khuya mà người phụ nữ cần phải biết xinh đẹp là không thiếu nhưng chị lại thấy hơi tiếc vì gia đình mình là trọng yếu dù cho nắng làm gương mặt còn nằm ra chị xin nhắc để dành của mình trên thảm hoa còn nếu không được nữa chị sẽ khăn qua đi phương xa vì nếu thương hết mình rồi đây ai sẽ thương ta đâu chọc mò lại thật tuyệt vời phải không nào? Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Yeah, thank you.